Panasonic 14 inch nha cả nhà. Cái nhà xem nè, nó còn sót lại là biết bao lâu rồi. 3 4 năm nay mới gặp lại ha. Pana này thì cái đèn thì đèn dốc, đèn đồ thì zin. Nhưng mà cái dĩ á, dĩ là dĩ tàu nha, dĩ này có anh em trước nó cũ quá đã độ lên rồi ha. Giờ tới đó mình sửa nè. Nó không có hình, không có tiếng gì hết trơn. Đây cái vàng lông á, lom thanh đó ha, cổ cái này cổ xưa quá trời xưa luôn, giờ mình mới gặp lại nè. Âm thanh đó đó, các bạn xem ha, Panasonic nè, đã độ lại của thằng Dĩ Trung Quốc rồi đó, mà cái đèn hình tới giờ nó còn nét gì nè, sáng nét cực kỳ không. Mình bắt qua quê cho cả nhà xem ha, cái nằm xanh nè, nó xanh ha, đó. Qua bên cái đài cho đây, hậu giang mà bắt bên đầu thu ha, nét mình không, cái đèn màu đỏ còn chuẩn nét kia không. Cổ thiệt mà thấy này, cái đèn hình còn bền sáng nét nữa ha. Thấy mê hết cả nhà, biết bao lâu mấy năm nay mình đâu có thấy còn 14 inch đâu, chứ còn sót nhưng mấy máy là 21 inch thôi chứ, hoặc là siêu mỏng không à. Bây giờ đèn nó bền lắm ha. Tới bây giờ này, biết nhiều bao nhiêu năm mà nó còn nét đẹp vậy nè.